Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Nay Toàn Máy Bãi giới thiệu mọi người qua về cái dòng máy Estin. Thì nó có những cái đặc điểm gì mọi người cần lưu ý vào trong cái quá trình sử dụng như thế nào. Mọi người cần lưu ý những cái gì thì mọi người hãy theo dõi từ đầu đến cuối video này và đừng bỏ qua nhé. Đừng bỏ qua. Nếu như mọi người nó nằm trong cái chủ đề mọi người đang quan tâm thì mọi người hãy để lại một like, một đăng ký kênh, và có bình luận gì mọi người có ý kiến gì mọi người hãy để lại một dòng bình luận bên dưới để đóng góp thêm một chút ý kiến cho Toàn Máy Bãi nhé. Và Toàn Máy Bãi muốn giới thiệu mọi người đó là một cái dòng máy Estin. Đây là những dòng máy Estin, con này là con 026. 026 này thì con này nó dung tích xi lanh của nó là 48,7, nó gần 49cc. Gần 49cc thì nó cũng ngang ngửa với lại một cái dòng 353 của Thụy Điển. Như anh em khu vực ngoài Bắc hay dùng ấy. Thì cái dòng Estin này thì nó sử dụng hai bạc, và nó cái công suất của nó đưa ra thì nó cái vòng tua nó không, tức là ở cái giới hạn độ bền, thì Toàn Máy Bãi luôn luôn căn cho cái máy nó chạy chậm lại để nó giữ được cái độ bền, và Toàn Máy Bãi không căn rát máy. Thì con máy này thì đã có một chút Toàn Máy Bãi đã chỉnh sửa lại, hầu như là máy về là mình phải căn chỉnh sửa lại mọi người nhé. Mọi người lưu ý là như thế, chứ mọi người đừng nghĩ là một con máy bãi về là mọi người có thể sử dụng ngay, và đừng hy vọng là đi tìm một con máy mà về sử dụng ngay, vì nó có rất là nhiều thứ để mọi người cần phải suy nghĩ về tới cái mọi người cần zin. Thì Toàn Máy Bãi cũng có máy zin cho mọi người về tự dọn. Còn đối với Toàn Máy Bãi khi dọn máy cho mọi người thì cái phần gì cần chỉnh sửa thì Toàn Máy Bãi sẽ chỉnh sửa cho mọi người. Và mọi người lưu ý là khi mua cái máy mà chưa chỉnh sửa, chưa dọn dẹp gì, chưa rửa ráy, chưa vệ sinh gì cả thì mọi người nên xác định nó rất là xấu, rất là bẩn, nhìn rất là gớm. Như con máy này thì Toàn Máy Bãi đã dọn dẹp vệ sinh, xúc rửa bình xăng, rửa ráy máy sạch sẽ và lên cho nó một cộng xích, đó là xích xích lớn. Và Toàn Máy Bãi đã thay cái đồng tiền, thay chuông đồng tiền, sử dụng một bộ chuông đồng tiền mới để khi về sử dụng thì mọi người có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì con máy này là con máy Estin 026, và có một số cái đặc điểm thì Toàn Máy Bãi cần lưu ý cho mọi người để mọi người về sử dụng. Tức là cái phần khởi động đầu tiên thì Toàn Máy Bãi sẽ hướng dẫn mọi người khởi động, vì có rất nhiều khách hàng chưa biết cách khởi động và sử dụng Estin, dòng Estin, và có những người đã không biết khởi động và đặt cọc, nhận hàng xong không khởi động được máy, kêu là cái máy nó bị trục trặc, rồi cuối cùng lại trả ngược lại. Đó là một cái rất là đáng tiếc của khách hàng, vì khách hàng không biết khởi động mà mất đi cái tiền cọc. Thì Toàn Máy Bãi cũng đã nói là tiền cọc là cái tiền để lấy phí vận chuyển, chuyển hàng đi, còn máy móc như thế nào thì mọi người nhận hàng nên gọi điện cho người bán. Tất cả anh em, rất là nhiều trường hợp anh em như thế đã phản ánh tức là cũng mua hàng ở chỗ khác và cũng điện hỏi mình là máy nó như thế nào thế nào. Cuối cùng là anh em đã mua hàng chỗ khác và đã trả cho cái người bán rồi, nhưng mà mới điện thì thực sự ra là anh em đã khởi động máy sai cách nên là không thể nổ được, chứ không phải cái máy đó nó bị trục trặc. Tôi bắt đầu cũng có rất nhiều nơi bán hàng uy tín, chứ không phải là chỗ nào người ta bán hàng cũng không uy tín đâu. Có rất nhiều anh em bán hàng online rất là uy tín, nhưng mọi người sử dụng máy là nên hiểu như thế này. Cái dòng máy Estin thì ở trên cái phần công tắc này nó có tới 4 nấc 4 chế độ. Mọi người thấy ở trên này, trên này 1 2 3 4. Đó. Đầu tiên nấc trên cùng sẽ là tắt, gạt xuống dưới sẽ là chạy, bóp hết ga
sẽ là đóng e và gạt nhẹ lên thì nó sẽ là cài ga. Mọi người lưu ý nhé, mọi người lưu ý hiểu rõ là nấc trên cùng là tắt, nấc thứ hai chữ Y này là chế độ chạy, bóp hết ga ấn xuống sẽ là đóng e, gạt nhẹ lên một nấc là cài ga, bóp một cái sẽ là trở về Y, gạt lên trên cùng sẽ là số 0 là tắt máy. Và nguyên tắc khởi động của con máy Estin nó sẽ như thế này: khi mọi người đổ xăng vào, châm xăng vào thì mọi người nhấn giúp mình cái toàn máy bãi cái nút xả áp này, có thì nhấn mà không có thì thôi, nhưng mà khi có là phải nhấn. Nhấn để làm gì? Giật nó nhẹ hơn, đỡ đứt dây giật, đỡ hư chó. Chó là ở trong cái bộ chụp giật này. Và bước tiếp theo, mọi người bóp hết ga vào cho bạn, bóp hết ga, nhấn công tắc sâu xuống dưới, bắt đầu khởi động nhé. Khi nó phát ra tiếng nổ như vậy, hoặc là có thể nhỏ hơn, nổ nhỏ hơn, hoặc là nó chỉ hơi nghe cái nghe tiếng ịch một cái xong nó phát ra tiếng nổ ịch một cái xong nó thôi, thì mọi người ngay lập tức phải gạt nó lên một lấc, gạt công tắc lên. Nếu mọi người để như thế mà cố tình giật để cho nó nổ thì nó sẽ bị ngập xăng và nó không nổ được. Mọi người khi phát ra tiếng nổ, mọi người phải gạt nhẹ lên một nấc, gạt nhẹ thôi nhé. Đó, gạt nhẹ lên, không được lấy sức gạt hết lên trên gãy công tắc nhé. Và bây giờ cái nút này nó đã bật lên rồi, khi nó phát ra tiếng nổ là cái bút nút này nó xả áp, và khi nổ là nó đóng ngược, nó đóng lại cho kín. Giờ nhấn lại tiếp, bây giờ không bóp ga nhé, không bóp ga, để nguyên như thế. Giật là ga nó sẽ về chế độ cài ga, ga nó sẽ rú lên. Mọi người thấy chưa? Ở chế độ bóp hết ga thì giật nổ rồi, gạt lên nó sẽ rú ga lên như thế. Mọi người phải giữ chặt cái máy và mọi người bóp ga một cái thì nó sẽ trở về chế độ bình thường. Này, toàn làm lại cho mọi người nhé. Này, đang ở chế độ cài ga này. Bóp ga một cái là nó trở về chế độ bình thường. Mọi người. Muốn tắt máy mọi người chỉ cần gạt lên trên cùng nó là sit top. Như trong cái thuật như trong cái ngày xưa toàn máy bãi học á, thì điện tử công nghiệp nó có cái ký hiệu đây là chữ O và chữ Y này, không phải chữ O chữ Y mà nó là 1 0, 1 tức là chạy, 1 là có, 0 là tắt, 0 là không có gì. Rồi ok, mọi người, đó là cái nguyên tắc hoạt động của máy. Và bây giờ toàn máy sẽ chia sẻ cho mọi người thêm về cái phần này. Muốn mở lọc gió ra để vệ sinh thì mọi người chỉ cần gạt sang một lớp, nhấc nó ra ngoài. Đó, gạt xong một lớp mình nhấc ra ngoài, vậy là xong, là mọi người có thể vệ sinh lọc gió. Và mọi người lưu ý là xịt lọc gió thường xuyên. Đó, xịt lọc gió thường xuyên, và khi mọi người làm xong thì mọi người đóng lại, đóng kịch xuống và xoay sang. Đó, lưu ý nhé. Và mọi người có một cái như thế này ở cái dòng Estin, mọi người lưu ý đây là cái phần xả áp nhé, có con không. Và cái phần này là cái phần đặc biệt quan trọng ở dòng máy bãi. Những cái dòng máy hầu như là dòng nào cũng có, nhưng mà mọi người lưu ý là cái phần này là cái phần lấy gió hơi nóng từ trên từ khoang, cái phần nhiệt tỏa ra này, gió tỏa ra để đẩy lên trên cái bộ chế hòa khí. Về Việt Nam thì mọi người không thể sử dụng được, nên mọi người mở con ốc này ra giúp Toàn nhé. Và làm như thế này, mở con ốc này ra. Xoay con ốc này ra nhé.
mọi người lưu ý xoay ốc ra và lật ngược cái chiều này lại. Hồi nãy nó là gió có thể đi qua đây được, mọi người thấy không, gió có thể đi qua đây được. Bây giờ mọi người lật ngược lại, không cho gió đi qua đây nữa, để mọi người cắt vào mùa hè. Còn ở bên nước ngoài người ta cắt vào mùa đông hoặc là không khí người ta lạnh, đa phần là không khí nó lạnh thì họ cần cái hơi nóng để sưởi ấm cái bình xăng. Còn về Việt Nam thì mọi người không thể sử dụng như vậy được. Nếu mọi người để như vậy thì cái máy chạy không có ngon, rất là hao xăng, chạy rất là chạy trục trặc lắm. Đáp, đáp vào. Và khi mọi người sử dụng máy thì nên kiểm tra cái lượng nhớt bôi trơn lam trước khi vào việc cắt cây của mình. Thì mọi người có thể đưa ra ngoài và làm giống như Toàn mới bãi hồi nãy, là đưa xuống dưới nền hoặc là dí vào cái cây, bóp ga xem nhớt, kiểm tra nhớt nó có phun ra hay không. Và mọi người lưu ý là trên cái lam nó sẽ có một cái lỗ, trên cái lam nó sẽ có một cái lỗ để nó bơm nhớt. Và mọi người lưu ý là thường xuyên vệ sinh cái lỗ này, vệ sinh cái khe lam này, dùng một cái thanh thép mỏng mọi người móc sạch cái cặn, cái mùn cưa dính ở trên cái lam ra và vệ sinh cái lỗ. Hai mặt lam đều có hai lỗ. Có cây thì lam xuyên, lỗ xuyên, có cây thì không. Thường xuyên vệ sinh nhé, để bơm nhớt nó ra tốt hơn. Mọi người lưu ý là rũa xích thì chọn rũa phù hợp với cái loại xích và rũa cho nó chuẩn xác. Ở trên cái xích Estin này thì nó có một cái, trên xích Estin nó có một cái đường vạch, thì mọi người lưu ý là rũa theo đúng cái chiều đặt cái rũa, đúng theo chiều của cái vạch này, không xéo quá. Xéo như thế này thì nó sai, không trùng với vạch, và ngang như thế này thì cũng sai luôn. Mọi người cắt, mọi người nên để đúng theo cái chiều của cái vạch này, song song cái rũa song song với cái vạch này thì nó sẽ chuẩn, cắt nó sẽ rất là bén ngọt. Và rũa thì nó phải có cái hầu, có cái đường tròn, cái hầu tròn như này. Nếu mà rũa cái mũi xích này nó không có mà nó ngửa đằng sau thì cắt sẽ không được, mọi người cắt nó sẽ không ăn cây. Và một lưu ý tiếp theo đó là trên những cái bộ chế của máy thì nó sẽ có ốc LA, LA này, hoặc là một số máy nó có chữ T và có chữ H và chữ L. Chữ H và chữ L này là hai ốc đều là ốc chỉnh xăng, mọi người lưu ý nhé, hai ốc đều là ốc chỉnh xăng. Còn con này là ốc chỉnh gió, chỉnh gió này là chỉnh đồng tiền để chỉnh guarantee. Chỉnh gió sẽ là chỉnh cái đồng tiền và chỉnh guarantee lớn nhỏ. Còn ốc H, ốc L này là chỉnh xăng phù hợp với cái, chỉnh xăng phù hợp với cái lượng gió đi vào, tức là phù hợp với chữ LA này. Mọi người lưu ý như thế nhé. Và chỉnh ở những cái dòng máy như này, mọi người không nên chỉnh quá gắt. Nếu mà nổ guarantee ok rồi thì mọi người không nên chạm vào con ốc L này nữa. Và ốc H nó sẽ quyết định mọi người, máy của mọi người cắt nó có ok hay không. Thì mọi người nên tìm hiểu một chút về cái cách chỉnh máy. Còn nếu máy ok rồi thì không nên đụng chạm vào đây làm gì nhiều nhé. Máy thì nó chạy tốn xăng thì nó sẽ bền máy, và có thể là nó sẽ cho cái công suất mạnh hơn là mình ép xăng ăn ít, và nó sẽ không bền máy đâu mọi người nhé. Và một điều đặc biệt Toàn Mới Bãi muốn chia sẻ thêm đó là nhớt, nhớt pha xăng thì mọi người pha đúng tỷ lệ, và lưu ý là nên pha nhớt chính hãng. Dùng nhớt không chính hãng thì có nguy cơ hỏng máy lúc bê nòng, xước nòng, xước piston rất là cao. Và nhớt Estin này thì hiện tại thì nó Toàn Mới Bãi đang bán với giá là 170.000 một chai. Và một cái bình nhỏ như thế này mọi người có thể pha được tầm 3 lít rưỡi xăng, 3 lít đến 3 lít rưỡi. Thì mọi người lưu ý là một lít mọi người nên pha tầm 40cc thì nó sẽ được 25 lít xăng, tức là
40cc cho 1 lít xăng thì nhân với tỷ lệ là 1:25. Còn nếu mà 1:50 này thì mọi người chỉ pha 20cc, nhưng mà 20cc thì máy nó sẽ rất là nóng và nguy cơ hỏng nòng rất là cao. Bởi vậy mọi người không thể pha với cái tỷ lệ là 1 lít nhớt với 50 lít xăng này được. Mọi người chỉ nên pha tầm 1 lít nhớt với 25 lít xăng, 25 hay 7 lít thôi. Nên là mọi người cứ pha 100 này, 100cc này cho khoảng tầm 3 lít. 3 lít xăng là ổn nhé. 100cc cho 3 lít xăng thôi. Đừng pha nhiều xăng hơn. Pha nhiều xăng hơn nó cái lượng nhớt bôi trơn máy nó sẽ không đủ đâu. Đừng sợ là nó sẽ khó nổ. Vì cái máy cái hơi nó xuống, cái hơi nó không còn tốt nữa thì nó mới khó nổ. Còn cái lượng nhớt mà ổn định, đặc biệt là những cái dòng nhớt như thế này thì nó không khó nổ đâu mọi người. Nhớt Estin và nhớt Humana thì rất là tốt. Mọi người lưu ý là xài máy hãng thì nên sử dụng nhớt hãng. Không ngoại trừ những cái máy Trung Quốc, mọi người cũng có thể xài nhớt hãng được. Còn những cái nhớt khác thì Toàn Máy Bãi không bán. Mặc dù một chai nhớt này bán chỉ lời mấy ngàn thôi, nhưng mà Toàn Máy Bãi vẫn khuyên mọi người sử dụng như những cái loại nhớt này. Cái lời lãi nó ở đây nó không quan trọng, mà mình muốn mang tới cái chất lượng cho mọi người chứ. Có thể là những cái nhớt kém chất lượng ấy, người ta bỏ giá rất là tốt, bán lời rất là nhiều, nhưng mà Toàn Máy Bãi lại không có sử dụng nhớt đó. Vì nguyên tắc của Toàn Máy Bãi là chất lượng đặt lên hàng đầu. Rồi, Toàn Máy Bãi xin kết thúc video ở đây. Mọi người quan tâm đến kênh Toàn Máy Bãi thì hãy nhấn đăng ký và để lại cho Toàn một like. Đừng quên chia sẻ và bình luận, một dòng bình luận ở bên dưới. Toàn Máy Bãi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Toàn Máy Bãi sẽ làm cái con máy 028 mà anh khách đã từ chối nhận, tức là để cho mọi người thấy là con máy lúc chưa dọn và khi dọn xong thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Và cảm ơn mọi người.